để mình nhảy cái này. Không có cái mình giác thương của sinh viên. Nên thành ra cái này là của em, vị trí này là của em. Em nghĩ xong rồi chị bóc đi cái crack đó. Chị còn không ngờ luôn tại sao chị bóc được. Mà hay lắm luôn, chị bóc luôn. Là nó dành cho em, nó bóc gì nữa. Mấy ngày, ba ngày bây giờ em không phải tập. Ba ngày rồi. Cho cái nhí thở em tập về cho chị cái đó luôn. Hết thở. À, ánh mắt, cái đó là tập ánh mắt đi cho mặt của mình trước. Tiếp xong, tại vì một người cao một thấp. Bây giờ chị cao hơn em nha. Là chị che hết của em mình. Em phải năng lượng của em sao em phải bằng chị, năng lượng của em không bằng chị là em đi hết. Không như người ta đấu hát vậy à. Đấu hát tại sao người nào hát không hay, cái năng lượng người ta tốt. Người ta hơn mình là người ta đấm vào mình. Văng ra. Chị giờ đó, tay lên vậy, chị Linh cái gì đó. Sát xanh. Em là người chặn thì năng lượng em nó phải hơn. Thử. Em làm lại thử. Đó. Mình là tán lên. Cứ nhăn thôi, nhăn bình thường thôi. Chỉ. Nghĩ trong đầu gì mà chỉ. Chỉ. Chị làm chị Linh đi, chị làm chị Linh đi. Ờ. À, này đi. Đúng rồi, nhưng mà mặt cứ quay qua đây nha. Chị nó đây nhưng mà lúc nào mà cũng quay về đây thấy nó làm gian mặt đó. Ủa em kêu được xe dạ kêu lên nó vậy thôi. Tập nhảy mà tự nhiên đi quánh lộn. Cái chiếc con lại đâu em? Thôi mọi người đừng quay quá. Không có gì rễ lắm đâu. Hồi xưa em thấy em như bị tặng bé mấy luôn quá. Vì sau khi anh đi em đã không ôm lấy anh hơi người. Vì sau khi xưa em đã nói không cần anh. Đã rất lâu không có anh nơi này. Hàng cây vẫn đứng chờ anh. Đã rất lâu chẳng nghe được tiếng anh nói yêu em như lúc gần em. Nhắm mắt cho ký ức sẽ quay về, về bên nỗi nhớ lặng câm. Nhớ mỗi khi gần anh được ôm lấy anh, hôn thân khẽ lúc anh nhìn em. Sau khi anh đi em đã không ôm lấy anh hơi người. Vì sao đôi chân em cứ đứng nhìn anh xa mãi xa. Vì sao hôm nay em không thể cười như lúc anh nơi này. Vì sao khi xưa em đã nói không cần anh. Sao nhưng mà đối với Ngọc thì cái phần công diễn này Ngọc lại cảm thấy rất là thoải mái. Thái Concept tạo hình đèn trang trí nghệ thuật tuyệt tác cho không gian của bạn. Cùng bình chọn chị đẹp được yêu thích nhất hạng mục trưởng nhóm thành đoàn cho đến 17 giờ ngày 20 tháng 12 trên ứng dụng Onlala. Focus cam chị đẹp
xem nhiều hơn trên YouTube STV Show và TikTok STV Music.